Xin chào tất cả các bạn nha. Mừng các bạn trở lại cái video của mình. Thì cái video hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái loại cây có cái tên rất là đẹp nha. Thì cái cây này có tên là cây tuyết sơn nha các bạn. Cũng có nhiều người gọi đây là cây, có cái tên khác là tuyết sơn phi hồ nha. Nó giống như cái tên của bộ phim của phim Hồng Kông vậy đó. Còn ở đây đa phần người ta gọi là tắt là cái tuyết sơn thôi nha. Thì để coi xem cái cây tuyết sơn này có gì đặc biệt thì mình các bạn nhìn kỹ những cái cành và cái lá của nó nha các bạn. Hỏi nguyên nhân tại sao thì nó có cái tên là tuyết sơn nha. Thì cũng như trên màn hình các bạn thấy đó rồi đó. Ở mặt trên và mặt dưới cũng như cái cành của cái lá nó được phủ bởi những sợi lông nhỏ rất là li ti màu trắng nha các bạn. Đó, những cái sợi lông nhỏ rất là li ti màu trắng nha. Bao phủ những cái cành và mặt trên mặt dưới của lá nha. Nhìn xa nó giống như cái tuyết nó đóng trên cành và lá nha các bạn. Nhưng mà giống như tuyết màu trắng đóng nè. Bởi vậy cây nó có cái tên là cây tuyết sơn nha các bạn. Thì lúc trước có nhiều bạn ghé vườn mình hỏi lúc mà cây nó chưa ra hoa thì hỏi là cái hoa nó có màu sắc như nào và hoa nó có đẹp hay không. Thì hôm nay cây nó có cây mình trồng nó đã có nở có những cây nở hoa rồi nên mình sẽ quay cho các bạn thấy rõ hơn như thế nào nha. Thì đằng kia có những cây nở hoa đó thì các bạn xem cái hoa nó có màu sắc như thế nào và đẹp như thế nào nha các bạn. Thì đây là hoa của cây tuyết sơn nè các bạn. Hoa rất là tươi, rất là đẹp nha. Cái hoa có màu hồng tím tím nha. Đằng này có cái cây nở hoa nhiều hơn nè. Đó, cái cây này nở hoa được hết rồi nha các bạn. Nở hoa rất là nổi bật nha. Ở trên đọt nó có nguyên chùm luôn nè các bạn. Nguyên chùm hoa nha. Thì cái hoa nó cũng nhìn rất là đơn giản thôi nha các bạn, chứ không có cầu kỳ hay là nhiều cánh gì trơn nha các bạn. Đó, đây nó có bông, nó còn có một nụ còn búp nè các bạn. Còn mấy bông ở dưới thì nó nở cách đây cũng 2-3 ngày nha các bạn, nó cũng sắp tàn rồi nha. Để mình quay cái khúc ở dưới nở hoa nhiều cho các bạn xem. Đó, hoa nở rực màu tím hết nha các bạn. Rất là đẹp nha. Nhìn xa những cái hoa này rất là nổi bật luôn nha các bạn. Thì cái loại cây tuyết sơn này cũng rất là mau lớn nha các bạn, cũng rất là dễ trồng nha. Cái cây như vậy thì mình trồng cái đây cũng mới có chừng 6-7 tháng nay thôi nha các bạn. Đó, như cái cây trên màn hình các bạn xem đây là cây mình trồng cũng khoảng 6-7 tháng thôi nha. Nó rất là mau lớn nha các bạn. Mình trồng lúc hồi nhỏ thì lúc mà mình từ mới còn chậu nhỏ thì nó cũng hơi chậm lớn xíu, nhưng mà khi mà các bạn rễ, khi mà cái rễ nó mạnh mà các bạn thay qua chậu lớn rồi đó, nó ăn đủ sức ăn của nó thì nó sẽ rất là mau lớn nha. Chung cái rễ của cây này nó rất là mạnh, phải các bạn yên tâm trồng, đem về trồng và tưới nước thoải mái nha các bạn. Đó, bên này có những cái búp đó, cây nó còn chưa nở nè. Đây là những nụ búp nè. Đó, bên này có còn nụ búp ra nè các bạn.
Thì cái cây tuyết sơn này nó có hoa quanh năm luôn nha các bạn. Nói chung nó không giống những cái loại cây khác thì nó nở theo mùa hay gì chân á, nó nở quanh năm nha. Khi mà những cái hoa này nó rụng thì một thời gian sau thì nó sẽ có những cái hoa khác nó sẽ nở ra tiếp nha các bạn. Nói chung mình khi các bạn chơi về thì có thì hoa nó mình có thể chơi hoa quanh năm luôn nha. Nên các bạn yên tâm, cứ đừng có sợ nha các bạn. Để mình đi xích này để mình quay bên kia cho các bạn xem. Ở bên kia có những cái cây nó cũng bắt đầu nở hoa nha các bạn. Nó bắt đầu nở hoa tím tím hết nha. Đó, bên đó cây bên đây cũng bắt đầu nở ra đây nè các bạn. Bên đây bắt đầu có những cái nụ búp nè. Nở lại ra luôn nha các bạn. Thì mình đi kiếm đằng này có những cây nó nở đang còn cái nụ rất là nhiều nè các bạn. Thì cây này có đang cho nụ sắp sửa nở qua rất là nhiều luôn nè các bạn. Đó, lớp nụ nhỏ là nụ lớn đầy đủ nha. Đó, ở dưới nè nụ rất là sai nha. Hình như cây này mình thấy là mỗi nấc lá mỗi nụ nha các bạn. Thì theo mình độ cây này khoảng chừng 2-3 ngày nữa thì cũng nở tím rực rỡ như cây hồi nãy luôn nha. Nụ rất là nhiều. Đó, cây bên đây cũng vậy nữa nè. Đang nụ bắt đầu chuẩn bị nở luôn nè. Cái nụ này thì 2-3 ngày nữa cũng nở luôn. Nụ này cây này nụ nhiều nữa nè các bạn. Thì mà cái cây tuyết sơn này á mình trồng một thân một cốt nha các bạn. Thì ở đây mình chơi chủ yếu là cây tàn thông, mình cơi con cho nó bịch tàn thôi nha. Thì cái loại tuyết sơn này cái nhánh cạnh nhánh nó cũng rất là dẻo dai nha các bạn. Nói chung các bạn mua về mà muốn chỉnh sửa tàn, quấn sửa tàn, quấn dây sửa tàn gì đó thì cũng rất là dễ nha. Còn mình đây mình chơi tàn thông cho nó đập tàn thôi. Ở ngoài này có mấy cây nó lùng mà nó nở hoa nhiều nè các bạn. Đó, cây này lùng cành nhánh dày hơn mấy cây bên kia hồi nãy, cành nhánh xum xê luôn nha, bông cũng bắt đầu nở tím rực luôn nha các bạn. Cây này nó mới bắt đầu nở hôm nay nè các bạn. Còn cây hồi nãy thì nó nở 2-3 ngày rồi, cái bông nó cũng sắp rụng tàn rồi. Còn cây này bắt đầu mới nở nên nó sẽ bông rất đẹp. Thì nó những cái bông này nó rụng thì những cái búp búp ra trong nó bắt đầu bung ra thêm nữa các bạn. Chung trồng cây chơi các bạn mua cây này về thì có thể chơi qua quanh năm luôn nha. Thì mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha.